cái cục phần lên thì trên màn hình nó sẽ hiển thị như các cái đèn như này, thì những đèn nó đang nháy nháy này sẽ là bài tự động, là bài toàn thân này, bài bài nháy này, rồi các bài cao giãn cơ thể đấy, nó là tự là hai ba bốn bài tự động. Cái này là nằm trong các cái bài toàn thân, các cái bài tự động. Rồi. Nghĩa là mình chọn vào thì máy nó sẽ tự động đánh cho mình. Vai gái là cái này còn cái này ví dụ như thế thì là cháu có cái hướng dẫn rồi tiếng Việt cho cô kia tí là cô sẽ là lúc nào cô sẽ tham khảo đây bây giờ cháu hướng dẫn cô đấy nhá. Đấy, đây khi mà ghế này cô sẽ bật chọn bài toàn thân, chọn thường thường là chọn bài tự động là bài toàn thân đấy, thì cô chọn đây cô ngả người vào ghế khi mà cô tay ở đây đúng không? Vâng, sau đây cô nhấc lên, cô đưa tay vào trong nó bóp luôn, nhấc rồi chứ không khi mà tí bài bài nó tự đánh thì nó sẽ tự lưng, còn bây giờ mình muốn đưa ngay thì sẽ nhân luôn lên đấy. Đây là ghế đang đo cuộc sống của cô nhé. Đây là cô nhìn này, cái đèn trên màn hình nó chạy trên cái lưng cuộc sống của mình ấy. Là ghế bắt đầu đang đo cuộc sống để nó chuẩn bị vào bài đánh. Nó đo cuộc sống để làm gì? Bởi vì là mỗi người có một chiều cao khác nhau, có cái độ cong cuộc sống khác nhau, thì ghế nó đo khi nào nó vào bài nó sẽ tác động cái lực vào huyệt của mình là tối ưu nhất, là cho mình dễ chịu nhất đấy. Tức là ghế nó tự động đo này, chứ còn người 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 cao người thấp vào đây là ghế nó không biết tự đo đúng không? Đúng rồi, nó đo theo cái chiều cao từng người một cô, đấy theo cái chiều rộng vào vai từng người một. Đấy như thế này là ghế bắt đầu vào bài đánh này. Thì là cô khi mà ghế vào bài đánh xong ấy, thì là cô sẽ chọn đến tư thế ghế để làm sao cho nó phù hợp với cơ thể mình nhất. Ví dụ là mỗi người có chiều cao khác nhau thì là cái độ chân, cái sải chân, đấy cái độ chiều dài của lưng nó khác nhau, thì mình sẽ chọn cái độ ngả mới là độ lưng của ghế là sao cho nó thuận tiện nhất cho mình. Sau này khi mà mình ngồi ghế nó sẽ dễ chịu nhất. Thì là cô nhìn cháu nhé, hai cái nút có biểu tượng người này, thế là điều chỉnh cái tư thế ghế. Thì là hai cái nút phía dưới này, thế là điều phía dưới chứ không phải phía trên. Vâng, hai nút phía dưới này nhé, thế là điều chỉnh chân, lưng trên hạ chân, nút phía trên này là hạ chân này, nút phía dưới là lưng chân này. Cô ấm lì cho cháu nhé, ấm lì cho đấy, cô lưng chân thì khi nào mà cô cảm thấy chân cô vừa thoải mái đã chịu, cô buông tay ra. Đấy, phần trên hai cái nút ở phía trên này, nút trên này là lưng đi lên, nút ở dưới là nhả lưng ra, là trên là lưng, dưới là chân. Vâng đúng đấy, đó tức là trên là lưng lên, dưới là ngả xuống. Vâng, hai nút đều lên, lên trên lưng lên chân. Vâng đúng rồi. Còn cái thứ ba đây là cái gì? Thứ ba là đây 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 là cái gì? Vâng, không biết không đi. Đấy khi cô chỉnh nhà cái ra tốc độ của cái từ thế ghế xong ấy, cô chỉnh đến tốc độ của cháu thì đây hai cái nút bên tay phải này, cái bên tay trái là cái nút điều chỉnh từ thế ghế này, thì cái nút bên tay phải là sẽ là điều chỉnh tốc độ đánh của con năm này cũng như là tốc độ bóp của không khí. Vâng, đây thì cô đây, đây là tăng phần độ mạnh giảm của không khí này, và đây là tăng độ mạnh giảm của con năm đấy. Đây còn cái nút này như cô hỏi ấy, nó sẽ là nút điều chỉnh con năm theo chiều dọc của cơ thể mình, theo chiều dọc cuộc sống. Mũi tên đi lên thì là điều chỉnh con năm lên, nó đi lên phía trên. Ví dụ nó đang máy ở dưới mà không muốn điều chỉnh nó đi lên thì cô đúng ở đây, cô bấm lì ở đây là con năm sẽ tự động đi lên. Đấy, bấm xuống thì con năm đi xuống. Cô ý cháu nhé, đây các bài tự động này, bài toàn thân này thì là toàn bộ các vùng trên cơ thể nó sẽ hiển thị trên cái màn hình này. Đây, ví dụ như nó đang có thể bóp tay cô này, bóp chân này, nó có thể rung bông này, rung đùi này, rung lưng này, đấy, rồi nó còn kéo giãn chân này, đấy, thấy nhé, các vùng trên cơ thể khi mà bài tự động bài toàn thân ấy, nó sẽ hiển thị hết trên màn hình này. Cô nhìn vào màn hình cô sẽ nhận biết được là nó đang đánh ở vị trí nào. Ví dụ là cái này nó đang có ở phần bả vai cô đấy, đúng không ạ? Đây, chân. Không, con đang đấy không? Đang chưa. Đấy, con đang đang nghe gì? Cổ cô mất. Bây giờ bắt đầu. Vâng. Đấy, nó nghe này, đây cô nhìn cái nháy này, đấy, nghĩa là nó đang đánh ở phần cổ vai đấy thôi nhé. Đây, cái chân nó đang bóp vào cái bắp chân và cái bàn chân luôn, đúng không? Đấy. Đây, cháu nghe bạn đến kèm theo đây cô. Đây, trên bàn chân là kiếm nhé. Đây, như cho nó này. Hai lúc phía trên là lưng hạ lưng này. Hai lúc phía dưới là lưng hạ chân này. Đấy. Đấy, còn đây là đây là căn chỉnh vai này. Đây là đây căn chỉnh cái độ rộng của bả vai này các bạn, con năm bả vai đấy, đấy, cái quy chỉnh nhà cho nó rộng ra và thu vào đấy, còn bên đây này, cái lúc này này, cái vòng tròn này nhé, là điều chỉnh con năm, vị trí con năm, đấy,
đây còn cái này là hai lúc này như tôi nói là tăng tăng giảm độ mạnh nhẹ phần trên cơ thể, tăng giảm giảm độ mạnh nhẹ phần dưới cơ thể. Đấy, còn đây cái phần này, phần lúc này là điều chỉnh góc khí này, thì cái này nó sẽ là phần này phải cùng phần này cái động thì làm điều chỉnh hai lúc này. Đấy.